Chào tất cả anh em. Thì cũng lâu rồi em chưa làm clip, do rồi dịch rồi đó, hàng hóa nó cũng ít này, máy móc sản xuất nó cũng ít, nó thưa nên là không có ra clip cho anh em. Thì hôm nay là em làm cái máy này cho anh Thương ở Đồng Phú, Bình Phước, số điện thoại là 0865553879. Cái máy này là một cam sò B688. Nó có loại sò B688 này, nó cũng giống như loại sò A1943 đó, nó là sò thuận. Thì cái máy này là khách đạt của em là máy 12V, nhưng mà em vẫn làm thêm cho ảnh, trừ cái trường hợp mùa mưa đến cái hiệu quả nó không coi, cho nên làm thêm cho ảnh là cái 24. Thì đó thì em có làm thêm hơi cọc 24, có 12 bên này nấu bên này, 24 nó nấu với cọc bên kia. Thì đáng lẽ là sẽ làm công tắc cho nó gọn, nhưng mà vì cái công tắc bây giờ không có tin được, nó dễ bị hư lắm. Nhưng mà cái 12 với 24 này á, ví dụ như nó hư công tắc, hoặc là anh em mà đấu lộn á, ví dụ anh em để cọc bên, anh em gắn bên chỗ 24 mà kẹp bình 12 á, anh em đánh thì không sao, máy nó chỉ yếu thôi chứ nó không có cháy. Nhưng mà khi anh em mình đấu cái dây phía bên chỗ 12 mà anh kẹp bình 24 á, thì nó sẽ bị cháy sò. Cho nên là em mới thôi làm cái nút vàng á, nó hơi xáo một xíu nhưng mà kệ nó kỹ lưỡng. Em quay tổng quan cho anh em xem một chút. Và cái máy nói chung thì nó cũng giống như những cái máy khác thôi, nhưng mà ấy là em quay thêm cho anh em xem bên trong thử thách như thế nào thôi. Cái đợt này vón nó chưa được khô cho nên cái màu nó không được sáng, đó là nó hột sẽ màu trắng, nó hơi trắng trắng một xíu, nhưng mà hơi đục, nó hơi xáo một chút. Đây bây giờ em test cho anh em xem, em đang kẹp bình ở chế độ 12V. Đây, dây nguồn trừ, dây nguồn cộng đây. Đấy, dây nguồn cộng đang, em đang thử ở chế độ 12V. Em test cho anh em xem. Thì nói chung test cũng nhiều rồi, nhưng mà em ưng nó thực tế là bởi vì em bây giờ là nhà ở trong trung tâm thành phố, cho nên cái điều kiện em đi test video đánh xong thì nó hơi ít, nó khó. Cho nên là đôi lúc anh em cũng khó tin tưởng, em bán hàng thì em cũng bị thua cái phần đó. Nhưng mà em cũng thương lượng với khách hàng rồi, thì bây giờ là máy của khách hàng như thế nào á, là em sẽ đưa thông tin khách hàng, không có ghi cụ thể, nhưng mà em sẽ ghi tên với có một cái ở huyện thôi, rồi với cái tỉnh, rồi số điện thoại, rồi có gì anh em liên hệ trực tiếp qua bên khách hàng. Bởi vì khách hàng với khách hàng nói chuyện với nhau có hay có dở gì đó thì khách hàng nói nó thiệt hơn, chứ còn em nói thì không chả có thằng nào mà bán hàng bỏ cái máy mình mà quýnh không được hết. Đó là cái điều rõ thôi. Dạ, em nhờ khách hàng, bởi vì trước tiên ví dụ như anh Thương đây, ảnh trước khi anh đặt cái máy này á, anh đặt cọc cho em á, thì anh cũng đã hỏi, gọi điện hỏi những khách hàng trước rồi, nói chung cũng có tham khảo qua những khách hàng người ta bố ok tặng với đạt, thì sau này ảnh cũng giống như vậy, ảnh cũng là người đến những người sau hỏi lại. Nói chung hơi phiền hà một chút, nhưng mà nó thiệt hơn, bởi vì chả có lý do gì mà khách phải nó tốt cho em, mà chỉ có lý do buồn khách nói xấu cho em thôi, chứ còn nó vui với thôi. Thì đấy, thì bây giờ sẽ test cho anh em nghe. Thì máy 12V á, thì về căn bản thì nó sẽ yếu hơn so với 24V thì rõ ràng rồi, cái đó mình không có bằng kể tới. Đây em test, đây nó cũng tần số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lớn với phần nước ngọt, còn tư 8 số 12 số đối với phần nước mặn thôi. Đấy, em test này, đây mình yếu này, cái chữ Y này, em có chữ Y không? Ừ, mạnh này. Nghe rõ không? Yếu mạnh này. Đó, hơi chế độ tần số để anh em đánh. Đó, em sẽ test thử cho anh em xem. Đấy, anh là đánh nước ngọt. Đó, chữ yếu này. Các bạn thấy rõ không? Phần bên mạnh này. Anh em nghe tiếng máy nó khớp quá phải không? Đó, bắt đầu hơi hí này. Đó, anh em hơi hí là anh em để ý cái phần hí nè. Đó, nó hí là nóng máy lắm. Anh em dùng cái máy cơ thì anh em, nhất là máy cơ nói chung với phần máy không đệm của em nó riêng, một vế không đệm của em nó riêng, là anh em bỏ qua cái vấn đề là máy có 6 số phải đánh đến 6 số đi. Bởi vì cái 1 tới 6 là để mình chọn nguồn nước. Nguồn nước mình ví dụ nó cần đôi lúc nó tới số 1 thôi. Mùa nắng này, mùa này đang nắng hạn này, nước rút hết này, phàn nhiều, đôi lúc chỉ cần số 1 đánh thôi là có đã cháy cả mầm rồi. Lần 2 4 5 6 máy nó sẽ bị hí, náo máy nó liệm không kêu. Còn về mùa mưa ngược lại là anh em dùng số này là không được. Đời loại như vậy.
anh em phải dùng số 3456, nói chung là anh em cứ đưa số lần lên đúng tới cái số đúng nước rồi anh em dừng lại anh em đánh thôi. Ví dụ anh em đánh số 4 nó lên tới số 3 đúng không, số 3 là anh em đánh thấy ok lên số 4, nếu mà ok hơn nữa thì anh em để số 4 anh em đánh. Nhưng mà ví dụ như anh để số 3 quấn ok rồi nhưng mà lên số 4 nó hí thì anh em phải quấn số 3. Máy này thì quấn lương lắm thì cái con gì cũng cháy hết. Em làm 24, đây là em làm trừ ho á. Máy này thì nói chung là mình làm cái nó kỹ mình làm, chứ còn sợ mất công nó trục trặc cái mang tiếng lắm. Còn khách hàng, những khách hàng sau gọi điện cho ảnh rồi mất công rồi kêu ảnh bố là máy em làm không được này nọ vì một lý do nào đó. Vì ảnh ảnh thích đi 12V thôi, nhưng mà em vẫn làm như thế để cho sau này ảnh có nhu cầu thì ảnh đổi qua đối lệ. Đấy. Giờ em có quay rõ nè. Quay rõ cái phần 12V này. 12 thì em test sơ thôi, máy thì cái đây thì có nhiều người biết rồi. Đó. Anh em mình lưu ý cái phần này chứ cái thó ra cho nó dễ nhìn nha. Vì em không dám tin cái công tắc mình xè qua xà lè nhiều nó dễ bị hỏng. Thì bây giờ dài. Cái nút đây nè, anh em nè. Quấn 12 anh em bỏ đây. Bạn chạc cho em. 24 bỏ đây bạn chạc cho em. Như đây. Đó. Anh em bạn vào. Cái này thì em thiết kế cái này nói chung thì em làm máy hơi xấu anh em thông cảm. Em thì em thiên về bên chất lượng thôi, còn máu mỏ thì em hơi xấu em chấp nhận thôi. Đó. Đây 24, thấy chưa? Lưu ý giúp em là vặn chạc nha. Vặn thiệt chạc cái này vô nghe, không cái này mà vặn lỏng là nguy hiểm á, nó trục trặc. Ồ mày lắm. Đây, em sẽ xoay qua phía bên này. Bình đây. Em lấy bên đây em test thôi, công lấy thì cặp thì lớn rồi mày quá. Đây em sẽ kẹp đây nha, đây là 24, chuyển qua 24 rồi. Em thấy chưa, thấy rõ chưa. Đấy. Máy em thiết kế là nhôm này, em làm nhôm lớn này, tảng lớn này, cho nên là quýnh nó rất là khó nóng máy. Trừ khi anh em vô số, ví dụ như cần số 4 anh em quýnh số 6 á, số này số 6 quýnh cồ quá nó hí hơi nóng một xíu. Đây, trước tiên em sẽ test cái vấn đề cái không tệ cho nè. Đây, chiếu trước nè. Nghe nghe rõ không? Anh này. Đó. Này thấy rõ chưa? Rồi em xin lượng qua hoài đồng chút. Đây. Đây em test cho anh em nghe, bên yếu nha. Số 1 nè. À, bị yếu là anh em lên vô tư, bởi vì nó có tần số anh em mình chọn. Nhưng mà cái này là nó có mấu chốt trong này, nhưng mà em không có nói được người, không có nói sao chứ còn không có nói ra ngoài được. Đó. Em thấy chưa, nước ngọt cam ngọt đục, nước mùa mưa đó là ok, tốt nhất nên đánh 24V với cái vùng nước sau. Còn vào sau trong núi thì cần nên đánh cái máy 24 hoặc là 36, quấn 12 vẫn được nhưng có hiệu quả nó sẽ không bằng. Cái đó rõ ràng là ví dụ như anh em một bát cơm nó khác, mà ăn hơi bát cơm nó khác, làm việc nó khác. Đó. Đây em sẽ quay mạnh cho anh em xem. Đấy. Đây, nghe chưa? Đây, nghe thứ máy chưa? Đây này, 3 này, 4 này. Đó, khi mà anh em lên tới cái mức mà nó hí á, là anh em sẽ đề ba nó không có được. Nó không có được. Đó nè, ví dụ như anh vô quá số của nó nguồn nước nè. Anh đang nghe không? Nghe không? Nó hí nữa chưa? Đó, nó hí nè. Đề ba khó hơn, anh vô quá số của nó đề ba khó hơn. Đó, thấy không? Đề ba khó lắm, máy nó hí là nó sẽ nóng lắm. Còn ví dụ như anh em đánh bên yếu nè, test cho anh em về anh em biết cách mình đánh, biết cách mình xè. Đó, như anh thấy không? Bên yếu anh em đánh vô tư nè. Nhưng mà bên mạnh á, nói chung về anh em đánh một yếu một mạnh, hơi yếu hơi mạnh, ba yếu ba mạnh, bốn yếu bốn mạnh cũng được. Để anh chọn cái số nào ngon nhất cũng được. Hoặc là ví dụ như anh em muốn win cá lóc cá chép,
cái dòng cá chép nổi đẹp anh em quýnh cho em với viên yếu. Đó, còn anh em muốn quýnh cá rô phi chất đẹp anh em quýnh phiên mạnh. Đó, phiên mạnh quýnh thì ngon, ok thấy không, bốc lắm, ngon lắm. Nhưng mà anh em vô đúng số trong thợ nó hí nè, anh thấy không, nó bốc này không lên thấy không. Vô hít lên nè. Anh em lưu ý cái phần đó để tránh cái trường hợp mà máy nó có trục trặc vì dần sò. Đó thì nó cũng đơn giản quá thôi. Thì không có nhiều thôi. Thì anh em có nhu cầu ưng làm 12 24 như thế này thì em làm 12 24 như thế này. Ưng làm 12 không thì em làm 12 không, 24 không thì làm 24 không. Anh em mình tham khảo thì quy trình mua máy với bên em thì nói chung là anh em phải tham khảo trước. Nói chung là em quảng cáo thì cũng dạy trong riêng với em. Quảng cáo thì phải quảng cáo cái máy mình cho nó ví dụ như quảng cáo 10 thì anh em tin Nam đi, riêng với em đi, anh em cứ tin Nam. Rồi anh em liên hệ số điện thoại khách hàng kia anh em hỏi thêm về cái Nam còn lại. Chứ còn đừng có tin hoàn toàn, kể cả em hoặc là những chỗ khác cũng vậy. Hoặc là anh em vào đọc trong bình luận phía dưới, anh em mình phản ánh máy được hay là không được như thế nào, anh em mình hỏi rõ cụ thể. Chứ còn em không có ép buộc anh em phải tin em. Đó, bởi vì mua máy mà máy thì giá trị nó cao, giá thành nó cao, mình muốn cho nó ngon lành. Giống như anh cứ liên hệ cho những khách hàng kia hỏi ok là mình đặt cọc thôi, em lấy cọc trước là 1 triệu, còn số tiền còn lại là em sẽ nhờ nhân viên bưu điện họ thu hộ giùm. Đấy. Rồi, chào tất cả anh em, cũng lâu quá, dịch rồi nó cũng ế quá, là máy cũng ít lên clip. Anh em là cũng ít anh em cũng ít tương tác. Anh em mình có like xem được clip thì anh em cho em một like chia sẻ cho anh em mình nhiều người họ biết hơn nữa về cái dòng máy này. Nói chung mình cũng mua rồi hoặc là mình chưa mua mình tham khảo thì mình cứ như thế đi. Nói chung là máy bên em là thông tin khách hàng nó rõ ràng hết, kể cả số điện thoại em nhỏ nằm đây này, 0981857767. Anh em liên hệ cho em cũng được mà liên hệ cho khách hàng của em cũng được, nhưng mà tốt nhất là liên hệ cho khách hàng. Và khi anh em mình gọi điện cho em là chốt cái rạc luôn, họ mất công suy nghĩ. Đó, rồi chào tất cả anh em nha. Đấy, tắt lại cho anh em xem luôn, tắt kéo luôn, kéo cái cuối rồi mình em tạm biệt video. Chúc tất cả anh em mình qua cái mùa dịch này nói chung là không có vấn đề gì hết. Rồi chào tất cả anh em.